chip cho Huawei dù bị cấm. Bộ Thương mại Mỹ cho biết các công ty như Intel, Micron và một số khác đã lặng lẽ bắt tay với Huawei dù bị chính phủ cấm đoán. Chưa rõ chính phủ Mỹ sẽ có động thái nào với sự vi phạm này. Rõ ràng, sức ép với Huawei không lớn như giới truyền thông rêu rao. Huawei ước tính mỗi năm chi khoảng 11 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu linh kiện từ Mỹ. Tháng năm trước, Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen nhưng vẫn cho phép công ty Mỹ được bán công nghệ cho công ty Trung Quốc tới giữa tháng 8 này. Lệnh cấm chỉ áp dụng triệt để với các sản phẩm tương lai. Hành động của Bộ Thương mại Mỹ nhằm ngăn chặn các công ty trong danh sách đen không được mua công nghệ và linh kiện từ Mỹ, trừ khi được chính phủ nước này bật đèn xanh. Động thái này không khác gì triệt hạ các công ty như Huawei, vốn sống dựa vào công nghệ Mỹ. CEO Sanjay Mehrotra của Micron xác nhận trong cuộc họp hôm 25 tháng 6 rằng công ty đã ngừng làm ăn với Huawei như lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ, nhưng cách đây hai tuần đã nối lại hoạt động và bán một số sản phẩm nhất định sau khi xem xét các điều khoản của danh sách đen. Chính quyền chăm cáo buộc Huawei hoạt động gián điệp cho chính phủ Trung Quốc. Điều mà luôn bị Huawei bác bỏ